bàng Đài Loan nhá bạn nhá. Các cái cây bàng Đài Loan ở ở cái vườn này nhà mình có khoảng tầm 500 cái cây bàng Đài Loan ạ. Những cái cây mà như thế này. Cây vanh to nhất ý, là cây vanh 25 ạ. Còn cái cây vanh nhỏ nhất thì khoảng tầm 16. Các cái cây ở đây thì cây nào cũng thoát thân ít nhất là từ 1,5 m đến 2 m. Và tổng chiều cao của cây thì tầm 4 đến 5 mét. Những cái cây mà nhỏ nhỏ thì có thể là 3 mét. Đó. Những cái cây mà vanh mà 16 như các bạn đang nhìn cây này ấy, thì là cây tổng cao của nó khoảng 3 mét. Còn các cái cây mà đường kính của nó to hơn, ví dụ như là cây này ạ, đường kính vanh của nó là 25 thì cây cao khoảng tầm 4-5 mét ạ. Đó. Các bạn mà có nhu cầu mua cây bàng Đài Loan nhé, mà các cái cây đẹp như thế này thì nhà mình sẽ đánh đảo khoảng tầm 1 tháng, có nghĩa là xỉa gốc 1 tháng đánh đảo cho các bạn, sau đấy thì các bạn lấy. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nha. Số điện thoại là 0977973535 bạn nhé. Cái cây bàng Đài Loan này thì nó có một cái rất là hay. Có nghĩa là khi mà nó bé, nó lùm xùm như này, nó cũng phân cành, phân tán ra. Nhưng mà dần dần nếu mà ví dụ mình, khi nó lên cao dần mà mình cứ tỉa. Đây là các bạn nhìn thấy này, các cái đầu mấu như thế này là các cái mà đã tỉa nó qua thời gian, thì nó sẽ thành những cái vết sẹo liền vào với thân nó như này. Nhưng mà cái đặc điểm của nó là cứ khi lên ý, thì là nó dễ tán và nó tự ra các cái cành mà tán rất là cân xứng, tạo thành những cái cây như kiểu những cái ô ấy. Mình đang đứng ở trong cái vườn này nhưng mà nó hoàn toàn là râm mát. Và hai nữa là bạn nhìn thấy này, nó thoát, cái độ thoát thân của nó rất là cao. Ví dụ mình thích tỉa nó lên nữa thì nó lại lên tiếp. Còn nếu mà mình cảm thấy rằng 2 mét như này là ok rồi, mình có thể đi dưới cái vòm tán của nó và nó thành cái tán đẹp ở dưới luôn, thì mình để như thế này được ạ. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá, 0977973535 bạn nhá.